nếu mà bạn nghe thế này mà bạn vỗ tay như thế này. Yeah. Wow. Trong video này mình sẽ trò chuyện là làm sao chúng ta nghe một cái bài hát và chúng ta có thể xác định được là nó nằm ở trên cái nhịp gì. Cái đấy là cái cực quan trọng, bởi vì là từ cái nhịp chúng ta mới chuyển sang một cái bước tiếp theo, đó là xác định cái kiểu chơi đàn, cái tiết tấu đàn guitar như thế nào. Có một số những cái tips như sau. Cái đầu tiên đó là chúng ta hãy để ý đến tiếng trống và cái nốt trầm. Drum and bass nó luôn phải đi với nhau. Nhưng mà có một cái nữa cần phải để ý, đó là phải đếm. Đếm bắt đầu từ lúc mà nó vào một cái hợp âm và đến cái lúc mà nó chuyển hợp âm, thì đếm xem cái khoảng đấy là có bao nhiêu phách. Mình lấy ví dụ, bây giờ các bạn ra ngoài các bạn thấy một thằng nó chơi là Fly me to the moon, let me play. Các bạn sẽ thấy là cái chữ fly và cái chữ moon là hai cái hợp âm nó khác nhau. 3, 4, fly me to the moon, let me play. Và cái chữ play lại sang một cái hợp âm khác. Vậy là chúng ta đang bám vào bass là cái nốt trầm. Nốt trầm là fly me to the moon, let me play among the stars. Sau đó chúng ta đếm là fly đến cái moon là có bao nhiêu lần chúng ta gõ vào đàn, hay là dậm chân, hoặc là các bạn giật rũ cái đầu các bạn. Fly me to the moon, let me play. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại gõ được như thế? Thì câu trả lời đó là cái giai điệu Fly me to the moon and fly me to the moon and let me play among the stars. Bằng cái bản năng là cảm nhận những cái gì? Cái đầu tiên đó là nó đổi hợp âm ở đâu? Chưa cần biết nó là hợp âm gì, chỉ cần nghe ra được cái việc là nó đổi hợp âm ở chỗ nào đã. Nếu mà bài hát nó có trống ấy, thì mọi thứ nó rất đơn giản. Ví dụ mình đang ở trong cái chương trình này là chương trình tạo trống. Chúng ta sẽ bám vào cái tiếng kick với cả tiếng snare để mà có cái sự nhún nhảy trong cái cơ thể. Đấy, ví dụ nếu mà nghe như thế này, sau đó các bạn thử vỗ tay theo. 1, 2, 3, 4. Đếm 1, 2, 3, 4. Thì như thế bạn là một người cảm nhịp tốt. Còn nếu mà bạn nghe thế này mà bạn vỗ tay như thế này. Yeah. Wow. Thì bạn cần phải để ý nhiều hơn, bởi vì bạn vỗ tay hoàn toàn sai. Cái việc đầu tiên ấy, chúng ta chỉ cần bám vào tiếng kích bục chát bục bục chát bục chát bục bục chát bục chát bục bục. Chúng ta cần phải phân biệt được hai cái đấy, kích với snare. Bục chát bục bục, đây là hai cái tiếng rất dễ phân biệt. Dù chơi ở nhạc cụ gì đi chăng nữa, nó sẽ luôn có hai cái đấy. Ví dụ chúng ta thử chơi bằng ông em 808 nhé, xem ra cái gì nhá. Các bạn thấy không? Nó cũng là tiếng kick với tiếng snare, và hai cái tiếng này nghe rất rõ. Bây giờ các bạn thử vỗ tay theo nhé. 1, 2, 3, vỗ. Nếu các bạn vỗ tay được như thế này thì các bạn chơi chuẩn. Thử nhá. Ok. Còn nếu các bạn vỗ tay kiểu như thế này. Yeah. Wow. Thì e rằng các bạn cần phải đi học thêm lớp về cảm âm. Không biết có lớp đấy không nhỉ. Nhưng mà đại khái là chúng ta cần phải để ý. Thực ra cái này nó là mình luôn tin nó là theo bản năng. Đấy, nó chỉ có hai tiếng. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cho thêm tiếng hi-hat vào. Đấy, bắt đầu nó vào một cái groove gì đấy. Đấy. Bây giờ là một bài hát có tiếng kick, snare với cả hi-hat này và nốt trầm vào thì nó sẽ như thế nào? Các bạn để ý nhé. 1, 2, 3, 4. Fly me to the moon and let me play among the stars. Sang một cái phần tiếp theo.
theo đó là có những cái nhịp nào cơ bản thì thực ra các bạn chỉ cần nhớ là nhịp chẵn và nhịp lẻ. Chẵn là 2-4 với cả 4-4. Ví dụ là 1-2-1-2. Để làm sao nghe ra được 6-8 thì chúng ta lại bám vào kick and snare 2-1-2-1-2. Thế nên là cái cách chúng ta nghe đó là vẫn cứ phải bám vào tiếng kick và tiếng snare. Ok, xin dừng lại cái video này ở đây và hy vọng sẽ giúp cho anh em nào học đàn mà đang bị bế tắc có cần phải học những cái điệu theo kiểu là điệu vang hay là điệu Boston hay là passo dope hay là những cái điệu kiểu giời ơi đất hỡi mà tìm trên mạng, tìm trên Google thì thấy bọn Tây không bao giờ dạy những cái đấy. Tại vì sao các bạn biết không? Bởi vì là chúng nó học nghe trước, chúng nó học cách cảm nhận nhịp trước. Còn những cái tên ấy nó chỉ mang tính tương đối thôi. Về sau này khi mà đi sâu hơn về những cái dòng nhạc ấy thì mới bắt đầu là phân chia ra những cái tên. Còn chúng ta thì đang học theo kiểu là bài này ở ba lát nhá, ba lát là 4-4, bát 3-2-3-1-2-3-2 nhá, cứ thế mà pha. Hoặc cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn cộng đồng hội viên YouTube và cộng đồng hội viên Patreon đã support mình. Bye bye.